Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hai bộ phận trên cơ thể đàn ông càng to càng chết sớm, vợ phải biết để cảnh báo cho chồng. Quý vị thân mến, rất nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn nam giới. Tỷ lệ tử vong khi còn trẻ của đàn ông cũng cao gấp 3 lần so với phụ nữ. Bên cạnh đó thì cấu trúc sinh lý và thói quen sinh hoạt nên tuổi thọ của phụ nữ cũng tự nhiên lâu hơn đàn ông. Và trên thực tế thì có rất nhiều dấu hiệu bên ngoài để đánh giá một người đàn ông có khỏe mạnh hay không. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu nam giới có hai bộ phận này to hơn bình thường thì tuổi đời rất ngắn. Cần đặc biệt lưu ý để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Vậy đó là những bộ phận nào trên cơ thể mà lại quan trọng đến như vậy? Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên ngày hôm nay để biết đâu là những bộ phận càng to càng nguy hại đến sức khỏe của nam giới. Là đàn ông, buộc phải biết để sống khỏe, sống lâu không bệnh tật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Hai bộ phận này của nam giới, càng to thì tuổi đời càng ngắn, bước vào giai đoạn sang thu của cuộc đời. Giai đoạn từ tuổi 45 đến 59, được coi là thời kỳ hoàng kim của tuổi tác. Nhưng đồng thời, đây cũng là giai đoạn mà rất nhiều người trung tuổi khó để vượt qua được, muốn trải qua được khoảng thời gian 15 năm này một cách nhẹ nhàng nhất, thì bạn nhất định phải chú ý bảo vệ hai bộ phận trên cơ thể của mình. Đàn ông lớn tuổi, điều gì khó kiểm soát nhất? Tất nhiên về cân nặng. Khi nói đến điều này, phụ nữ sẽ nói rằng, đàn ông béo một chút không phải sẽ phong độ hơn hay sao? Vậy một chút mới có tướng làm quan, nhưng nói sự an toàn cho sức khỏe thì điều này lại khác. Bạn có biết rằng, đối với những người đàn ông có cuộc sống ngắn ngủi hoặc có một đặc điểm là hai bộ phận này sẽ có số đo to hơn bình thường? Là đàn ông nhất định phải bảo vệ tốt hai bộ phận này để khỏe mạnh tới già. Thứ nhất, vòng cổ to thì tuổi thọ giảm. Người đàn ông có chu vi cổ tăng sẽ có một đặc điểm điển hình khi ngủ, đó là ngáy. Càng béo cổ càng to, khi ngủ ngáy to hơn. Thực tế cho thấy, cổ có thể càng ngắn càng to thì càng trở nên rất nguy hiểm. Bởi vì khi bạn nằm xuống và nghỉ ngơi, người cổ to sẽ gặp ngắn lại cổ họng của họ sẽ bị hẹp hơn, do đó sẽ không có đủ oxy để vào phổi. Hội chứng ngưng thở khi ngủ có thể xảy ra, rất nguy hiểm. Một người đàn ông khỏe mạnh hay không, một bác sĩ có kinh nghiệm có thể nhìn thấy rõ trong nháy mắt. Nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles được trình bày trong hội nghị thường niên về dịch tễ học và phòng chống bệnh tim mạch của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2009 cho biết, những chất béo ở cổ có liên quan chặt chẽ với các yếu tố đã biết về bệnh tim, chẳng hạn như ở mức cholesterol và bệnh tiểu đường. Những căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ và sức khỏe, có thể đe dọa sự sống của nam giới. Ngoài ra, những người có cổ dày cũng có dấu hiệu cho thấy hạch bạch huyết, hạch tuyến giáp có sự bất thường. Điều này cũng sẽ làm hỏng sự cân bằng nội tiết trong cơ thể, không có lợi cho sức khỏe, thể chất. Thứ hai, vòng bụng to thì vòng đời ngắn. Một người đàn ông có được cho là béo hay không thì chỉ cần nhìn vào số đo vòng bụng là biết. Nhiều người vẫn tư duy rằng đàn ông bụng to càng bệ vệ, thành đạt phú quý. Nhưng nay mọi người đã khác. Thực tế, sự gia tăng chu vi vòng eo là rào cản lớn đối với sức khỏe của bạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng lớn đến ngoại hình mà còn liên quan mật thiết đến bạn có thực sự khỏe mạnh hay không. Nếu chu vi vòng eo của người đàn ông lớn hơn hoặc bằng 85 cm thì có thể coi là béo phì. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ tăng cao hơn ở nam giới có số đo vòng eo trên 94 cm và trên 80 cm ở nữ giới. Nguy cơ sẽ tăng đáng kể ở nam giới với vòng eo rộng hơn 102 cm và 88 cm ở nữ giới.
Béo bụng không chỉ là sự tích tụ mỡ ở dưới lớp da bụng mà còn là ở các cơ quan nội tạng như gan, ruột, dạ dày, thận. Mỡ thừa ở quanh vùng nội tạng có thể được chuyển hóa thành cholesterol và làm tăng nguy cơ các bệnh về tim mạch, thậm chí nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng nội tiết và tiêu hóa của cơ thể, dẫn đến các vấn đề về sức khỏe như kháng insulin, tăng đường huyết, tạo phản ứng viêm và giảm khối lượng cơ. Những người bị béo bụng có nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận, ung thư ruột và các khối u ác tính khác. Nếu chu vi vòng eo và chu vi cổ lớn thì lời khuyên hữu ích nhất dành cho bạn là nên giảm cân, bởi vì không có cách nào tốt hơn để kiểm soát kích thước của hai bộ phận này. Ngoài việc giảm cân, người cổ to và bụng to giảm cân chính là cách cứu mạng, giảm bớt nguy cơ đoản thọ và là mục tiêu mà bạn cần phải làm sớm. Ăn uống đúng cách và kiên trì tập thể dục thể thao là một trong những giải pháp tốt nhất để kiểm soát cân nặng của bạn. Đối với nhiều người đàn ông trong nhóm bị dư thừa cân nặng nghiêm trọng, phẫu thuật cắt bớt kích thước dạ dày là một lựa chọn, nhưng điều này sẽ có những tổn thương và phải ở trong tình trạng nghiêm trọng mới được các bác sĩ tư vấn thực hiện. Nhiều người cố gắng dựa vào thuốc để giảm cân, nhưng đây không phải là một giải pháp an toàn, vì uống thuốc có thể làm tổn thương gan, giảm cân đòi hỏi sự kiên trì và nghiêm túc trong thời gian dài. Nhưng đối với sức khỏe của bạn, điều này chắc chắn là xứng đáng. Theo y học phương Đông, sau khi ăn nửa tiếng là thời kỳ vàng để chăm sóc sức khỏe. Muốn sống thọ, sống khỏe mạnh, cần phải thực hiện một số thói quen tốt cho tiêu hóa và hấp thụ cho dạ dày. Làm 5 việc này sau bữa ăn để giúp bạn nâng cao sức khỏe, miễn dịch và sống trường thọ hơn. Thứ nhất, xoa mặt bằng tay. Y học Trung Quốc cổ đại cũng cho biết, sau khi ăn, xoa mặt khô bằng tay có thể kết thúc sự bài tiết nước bọt trong miệng, làm dịu cơ mặt, thúc đẩy và quá trình tiêu hóa của dạ dày và có lợi cho sức khỏe. Cách làm, dùng hai tay áp nhẹ vào nhau, xoa đến khi hai bàn tay nóng đều lên, sau đó lại xoa lên mặt, trán, má và cằm. Người bị huyết áp cao, xoa từ trên xuống dưới, và những người bị huyết áp thấp thì xoa từ dưới lên trên. Thứ hai, súc miệng. Ăn xong súc miệng, răng không bị hỏng, miệng còn thơm. Thói quen súc miệng sau khi ăn có lợi cho sức khỏe răng miệng, bởi vì sau khi ăn xong, ngay cả khi cảm thấy khoang miệng sạch sẽ, nhưng trong miệng vẫn còn lưu lại những thực phẩm chúng ta không nhìn thấy. Khi những thực phẩm này tồn tại trong khoang miệng khoảng 3 tiếng, sẽ hình thành cao răng, sản sinh ra vi khuẩn và gây ra các bệnh lý về răng miệng. Kiến nghị mọi người có thể sử dụng trà hoặc nước muối nhẹ và súc miệng, không nên sử dụng loại nước súc miệng bán trên thị trường, bởi trong khoang miệng có cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại, nước súc miệng sẽ tiêu diệt tất cả. Thứ ba, uống một tách trà. Sau khi ăn xong, rất ít người đi uống nước hoặc uống trà. Theo nghiên cứu cho thấy, một tách trà lúa mạch sau khi ăn khoảng 30 phút rất hữu ích cho việc tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Vì arginine của lúa mạch chứa tinh dầu dễ bay hơi, thành phần này kích thích sự bài tiết dịch vị của dạ dày, làm tăng tốc độ vận động của đường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Thứ tư, dùng hai tay massage bụng sau khi ăn. Dạ dày của chúng ta bắt đầu tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Khối lượng công việc này rất lớn. Tôn Thương Mạc, nhà y học nổi tiếng thời Đường có nói, ăn xong xoa bụng có thể chữa bách bệnh. Sau khi ăn, dùng hai tay massage bụng theo hướng kim đồng hồ có thể giúp cho nhu động ruột thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, còn có thể tăng cường tuần hoàn máu ở đường tiêu hóa thông qua massage phần dạ dày, khiến các dây thần kinh trong đại não được kích thích, thúc đẩy sự điều tiết của não, rất có lợi cho sức khỏe. Thứ năm, đi bộ 100 bước. Theo y học Trung Quốc, sau bữa ăn đi bộ 100 bước có lợi rất lớn đối với sức khỏe của con người. Có rất nhiều người sau khi ăn xong thích ngồi hoặc nằm. Điều này không có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe. Sau bữa ăn, đi chậm 100 bước có thể thúc đẩy tiêu hóa, tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cũng có thể cải thiện giấc ngủ, giảm tích tụ độc tố.
Tuy nhiên, phải nhớ rằng sau bữa ăn ít nhất nửa tiếng hoặc một tiếng mới được đi bộ, không đi quá nhanh hoặc tập thể dục quá mạnh. Quý vị thân mến, cuộc đời như một cuộc đua, nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng, nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, cholesterol. Nửa hiệp đầu nhờ cấp trên mà phục tùng mệnh lệnh, nửa hiệp sau vạn sự tùy duyên mà làm theo số mệnh. Như vậy mới nói sức khỏe là số một. Không cần biết bạn có tiền hay không có tiền, đều phải dùng vào việc chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Và có sức khỏe rồi mới ăn ngon ngủ yên được, mới quý trọng cuộc sống này. Vì vậy, yếu tố quyết định đến sức khỏe, sự trường thọ của bạn phụ thuộc vào chính bản thân của chúng ta. Chính lối sống hàng ngày của bạn đang quyết định bạn có khỏe mạnh hay không. Duy trì nguyên tắc ăn uống cùng với phương châm ăn sáng ngon, ăn trưa đủ và ăn tối ít. Làm ngược lại là chúng ta đang sống phản khoa học, là chính bạn đang làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho bạn. Và nếu như cảm thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích, hãy nhấn vào nút chia sẻ bên dưới để lan tỏa tới nhiều người biết hơn. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để luôn cập nhật những video mới nhất đến từ ban biên tập chương trình của chúng tôi, quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.